Lỗi sai lớn nhất của những người trẻ tất cả chúng ta nó nằm ở cái này nè. Thứ nhất là chúng ta tính toán quá nhiều. Sau đó tính toán. Sống có chất, làm có tâm. Chào anh Duy Muối, kênh em làm về chủ đề chia sẻ lại trải nghiệm của mình từ lúc đi làm đến giờ. Anh cho em xin góp ý và phát triển kênh với ạ. Thằng này sinh năm bao nhiêu? Mày sinh viên à? Sinh năm bao nhiêu mà sống có chất, làm có tâm? Công nhỏ. Cái gì nhỏ em? Cái gì đây? 5 thông tin trong công việc hấp dẫn nhà tuyển dụng, cải thiện kỷ luật bản thân, đi nhanh hơn về có tính xuất hiện và tính năng chủ động. Ta xem thử nào. Những thứ giúp mình đi nhanh hơn kể cả khi xuất phát chậm. Cái số 1 đó là về cái tính chủ động. Mình đánh giá cái tính chủ động rất là cao trong bất kỳ một cái việc gì, và xếp hạng đó là cái yếu tố đầu tiên giúp mình đi nhanh hơn. Đơn giản là nếu như mà mình làm bất kỳ một cái việc gì đó mà bị ai thúc đích thì mình sẽ không bao giờ mình làm tốt được. Chưa kể đến việc là nếu như mà bị thúc đích thì mình sẽ bị rơi vào cái trạng thái có dấu hiệu làm việc. Vậy cái lợi ích khi mà bạn chủ động là gì? Thì cái số 1 đó là kiểm soát được cái quá trình hoàn thành. Mày làm cái đéo gì vậy em? 1 phút 29 giây. What the fuck? Và bạn nhận một cái việc gì đó thì đồng Nguyễn Hoàng Long, ôi đen 3S không lên được. Đúng rồi, đen 3S là không lên được. Nghĩa với cái việc là bạn muốn tham gia một cái môn thể thao nhưng lúc nào cũng tiện lý do là bạn bận. Bạn hứa là anh sẽ... Anh bảo nhá, mẹ mày phải xem cái kênh của DC này vừa mới xây, vừa mới support, mẹ lên một phát mới được có mấy ngày, 3 hay là 5 ngày gì đấy. Dan, Footlip, mẹ mày xem đi. Clip ngày đầu tiên đăng lên này. Ngày đầu tiên đăng lên 5 ngày trước, 5 ngày rồi. 5 ngày. Và đến bây giờ này, 5 ngày này, 100, coi như 160k follow đi. Mày xem hộ anh cái. Mày ý, nếu mà mày mà làm về mấy cái content như này này, xem stream hay là xem về những cái content như này, thứ nhất nhá, thì mày sẽ hiểu là người ta sẽ tin khi mà cái mặt của cái người nói nó đủ uy tín. Cái đấy là quan trọng nhất. Tiếp theo là đến kiến thức. Mẹ một cái đứa nhá, kể cả cái câu nói như này này, anh không nghĩ là một đứa mà nó trẻ quá, nó nói nó sẽ tạo ra một cái độ mà tin tưởng đi. Nên nhá, anh cho mày xem thử một quả clip nhá. Cái lỗi sai lớn nhất của những người trẻ tất cả chúng ta nó nằm ở cái này nè. Thứ nhất là chúng ta tính toán quá nhiều. Sau đó tính toán thiệt hơn tham lam quá nhiều. Đi làm á, là ví dụ như lâu lâu mà công ty có phát sinh một cái gì đó, làm thêm 1 tiếng 2 tiếng, hay là đôi lúc làm những cái việc mà không liên quan đến công việc của mình, quét cái nhà gì đó, đừng có sau đó tính toán. Khi bạn làm với nó cấp trên thấy không? Họ thấy họ đánh giá cao bạn không? Có chứ. Các bạn bán hàng cũng vậy, các bạn không chịu thiệt được, các bạn quá lợi ích trong đó. Các bạn bán một sản phẩm, các bạn phải yêu cầu là gì? Lợi nhuận mới nhiều. Một cái hàng bạn vào, bạn ép bán hàng, bán sale người ta dội ta không nghe. Nhưng các bạn chịu thiệt đi, các bạn bớt tính toán một xíu, bạn cho đi một xíu, giá trị bạn mang lại rất là nhiều, rất là nhiều. Các bạn phải hình dung nha, vũ trụ nó như một người sếp á, thượng đế như một người sếp đang ở trên đầu các bạn. Khi bạn là người nhiệt tình, bạn là người luôn xung phong, bạn luôn giơ tay, không nhìn được, không sẽ chiếu cố được. Cuộc sống này chúng ta cứ kêu là sao mà em cứ xui mãi thế, sao thằng kia nó may mắn thế, sao thằng tính nó may mắn thế, sao thằng này nó may mắn thế, sao tôi cứ xui thế, tôi gặp những điều áp lực, tôi cứ bị người ta chơi thế. Vì lẽ sao? Chuẩn bị đoạn cuối cùng nhá, có một cái đoạn outro phía cuối. Tôi đã từng nhiều, sống như xịt, các bạn ngậm lên đúng. Ngay sau tôi nghe cái này rất là nhiều, tôi không cảm nhận được. Nó không phải là gieo hạt các bạn, nó không phải là chia sẻ giá trị, nó không phải gì. Hãy bớt tính toán lại. Các bạn tin tôi đi, khi các bạn làm doanh nghiệp, các bạn phát triển doanh nghiệp, các bạn đi làm thuê đi chăng nữa, các bạn chịu thiệt một tí thôi. Tôi nói một tí thôi, không có nghĩa là không có chịu thiệt nhiều. Bạn được hết, chẳng mất gì. Một cái đoạn mà phía cuối, nó là một cái đoạn mà giống kiểu playback lại. Nó màn hình trắng đen để cho người ta tự động là trong khoảng 1 đến 2 giây cuối để người ta lắng đọng lại. Lê Ngọc Trung vừa rồi có comment bảo là hóa ra ông này nổi từ trước rồi nên lên follow nhanh. Không, nhầm hoàn toàn. Anh này có thể là gọi là một người ảnh hưởng nhỏ, cũng giống như kiểu là cái việc của tôi chẳng hạn. Tôi cứ gọi là người ảnh hưởng ở trong một cái ngành nghề lĩnh vực. Tức là những ai mà người ta là idol, những ai mà người ta làm về TikTok ấy, thì người ta sẽ biết đến tôi. Nhưng mà hỏi đám đông ở ngoài kia mày có biết Duy Muối là ai, người ta sẽ đéo biết. Và tương tự ở trên kênh của anh Dan Food cũng thế. Anh ấy là một cái người mà có thể là nổi tiếng ở trong cái cộng đồng là một gọi là khởi nghiệp hay là cái gì đi. Hoặc là anh hay đi chia sẻ hay là nói về khởi nghiệp hay là lên YouTube các thứ đi. Nhưng mà lên TikTok ấy, nó là một cái tệp khác hoàn toàn. Lên TikTok nó là một cái tệp của đội 2K5. Và cái tệp đấy mình mà lên được ấy là do cái tệp đấy nó đẩy mình lên, chứ không phải là do là những cái bạn mà 8X, 9X, những cái bạn mà bạn ấy xem cái kênh của anh này. Chủ yếu cái kênh này của anh này lên ấy, giọng nói, chất lượng, kiến thức ok, kiến thức rất hay, kiến thức hay. Và anh ấy là người đầu tiên thôi, anh là người đầu tiên ở trên TikTok ấy, nói theo một cái quan điểm rất là riêng. Rất là riêng với cả anh ấy luôn ấy. Nên là tôi thấy cái kênh này lên là bình thường, ngay từ cái lúc mà team tôi nhận cái kênh này support ấy. Là đã bảo, ui thì mẹ mà kênh này lên vãi hồn rồi, mẹ lên vãi đái luôn rồi. Thì đầu tiên ấy, anh Dan ấy, anh đặt mục tiêu là trong vòng 1 tháng, anh ấy đạt được 100k follow. Nhưng mà mẹ gặp team DC thì 2 ngày đạt mẹ rồi. Đấy, thế xong nhá. Ừ. Tôi nói thế thôi.